Tơn, nơi diễn ra trận thi đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay, giải bóng đá thanh niên phường Quang Tiến lần thứ hai năm 2022 giữa hai khu phố Toàn Thắng và khu phố Phúc Đức. Số 3 Trịnh Tư Đông, số 18 Lê Quốc Linh và số 9 Bảo Trung. Như vậy là trận thi đấu đã được bắt đầu. Ở hiệp thi đấu đầu tiên này, các cầu thủ bên phía khu phố Phú Đức sẽ là người ra bóng trước. Một pha đá phạt rất nguy hiểm của Lê Quốc Linh. Văn Tiến, vẫn là Văn Tiến, không được. Một pha ra chân rất nhanh của Trịnh Minh Tuấn. Phản công dành cho các cầu thủ khu phố Phúc Đức. Cơ hội dứt điểm ngay. Như vậy là bàn thắng dành cho các cầu thủ khu phố Phúc Đức. Cầu thủ ghi bàn trong tình huống vừa rồi đó là Đỗ Văn Mười. Một pha dứt điểm rất nhanh của Đỗ Văn Mười. Bóng đi ngay vào góc gần của thủ môn Hồng Dương. Tỷ số lớn. Thế Anh dứt điểm ngay. Vẫn là các cầu thủ khu phố Toàn Thắng. Bảo Trung không được. Dứt điểm ngay, không được. Qua người rồi. Rồi, tỷ số đã được cân bằng 1-1. 1-1 dành cho khu phố Toàn Thắng. Người ghi bàn trong tình huống vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 36 Nguyễn Văn Tiến. Rất nhanh. Chớp thời cơ rất nhanh. Nguyễn Thúc Tiến. Qua người thủ môn và dứt điểm đi vào gôn trống. 1-1 dành cho các vẫn là các cầu thủ khu phố Phúc Đức. Không được. Bảo Trung. Vẫn là Bảo Trung dứt điểm. Không vào. Bóng đập cột dọc. Không thành công của Minh Tuấn. Dứt điểm. Như vậy là bàn thắng dành cho các cầu thủ khu phố Phúc Đức. Bóng đi qua hai chân của thủ môn Hồng Dương. Cầu thủ ghi bàn trong tình huống vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 23 Vũ Đức Hùng. Rất bất ngờ. Văn Tiến dứt điểm. Không vào trong tình huống vừa rồi. Vẫn còn cơ hội cho đội. Đỗ Mười. Và dứt điểm rất nhanh của Đỗ Mười. Minh Tuấn. Đột phá. Vẫn là Minh Tuấn. Không được. Thế Anh. Rất nguy hiểm. Đỗ Văn Mười. Dứt điểm. Không vào. Cơ hội. Vẫn là các cầu thủ khu phố Phúc Đức. Dứt điểm ngay. Không vào. Một pha bay người. Quốc Linh. Trịnh Tư Đông dứt điểm. Không được. Phản công. Đỗ Mười. Đường chuyền. Dứt điểm. Trận đấu đang trôi dần về những phút cuối rồi. Dứt điểm. Không vào. Minh Tuấn. Tư Đông. Tư Đông không vào. Trịnh Tư Đông. Phản công dành cho khu phố Phúc Đức. Bóng không nữa đến được chân của Đỗ Văn Mười. Và dứt điểm rất nhanh. Vũ Đức Hùng. Lợi thế dành cho các cầu thủ khu phố Phúc Đức. Dứt điểm vào. Như vậy là tỷ số được nâng lên thành 3-1. Cầu thủ vừa ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 8. Như vậy là cầu thủ mang áo số 6 Trần Chí Hùng. Một cú đúp của Trần Chí Hùng trong trận đấu ngày hôm nay. Dường như mọi thứ đã chấm hết. Dứt điểm. Một pha bay người bắt bóng Quốc Linh. Như vậy là có bàn thắng dành rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 dành cho các cầu thủ khu phố Toàn Thắng. Một pha dứt điểm rất nhanh của Vũ Bá Điệp. Đây là một điểm sáng của đội Vũ Thanh Thắng.
rất nhanh, cách biệt chỉ còn là một bàn. Dứt điểm. Đúng lúc này trọng tài Hà Nội gọi kết thúc trận thi đấu giữa hai khu phố Toàn Thắng và khu phố Phúc Đức. Kết thúc trận thi đấu. Một thủ tục rất sai vừa lại.